Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả và chư quý đồng đạo, tiếp theo chương trình diễn ngâm thi văn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến bài Cho Ông Tham Tá Ngà. Bài này Đức Giáo Chủ viết tại Hòa Hảo lối tháng 2 năm Canh Thìn trong lúc ban đêm. Nam Mô A Di Đà Phật. Lòng buồn gặp kẻ xa xôi, lặng lẽ đến chốn buồn mồi vinh quang. Xa thân tìm kiếm ma thân, chẳng ta nơi tâm nay gặp bạn tri âm tri cây, cho những điều thiện mấy cố lai, đừng nên sớm dội lờ phai, sẽ dây cho chặt mà này tanh linh. Nền đạo đức sắp tình chớ mến, có thuyền từ đưa đến non tiên, cứu người hộ phước thiện duyên. Và cõi Phật khỏi miền trần ai, kẻ ác đức hậu lai khổ thảm, mắt phàm trần tường lam hồ mấy lời dặn bảo đinh ninh gắn gây chạm giả lòng đình được mùi đau dịu gối nềm khó xanh, chôn trà đình xa lánh giáng lai, tu hành nào lùng mặn chay miệng tâm thanh tịnh, gặp ngài an cư. Nền đạo
tư bất nhã, ta đừng phân nhân ngã mới hay. Nhận đời thời thay đổi thay, hết vinh tới nhục, lẽ này thường xưa. Đời vật chất gian manh chịu chuộng, vì thời lai vẫn bị trải qua. Lòng sắt son đây đó nọn nà, tâm não bết bê ta chậm trễ. Tô vệ tình bao toàn thân thể, giữ đừng mòn lên tâm mới hay. Nội bút nghiêng phận lão cạn bài, câu diệu lý cơ quyền khoa kim. Xa chi kẻ dùng lời bao biếm, chơi điên khùng khó kim cho ra. Nào tâm trạng sớm dứt ái hà, nên phải dội lì xa cõi tàn. Quyết chạy nẻo lắm dòng hắc ám, đau già đời thầm thầm sâu xa. Diễm hồng liên thơ thơ quần cả, tạo duyên giả phàm gian thân vàng. Chớ lấy đó mà tâm buồn bã, hiệp hòa nhau chờ đợi năm non. Kìa hỡi ai giữ phần cho tròn, sao huynh đệ có ngày hoàng hi. Chớ nản chí đường tô bỏ ly, trời bước sang gặp lão thế ngôn. Trời hùng phong cốt cách duy tồn, sát ti mắt hồn thiên chẳng mắt. Lão cũng tỏ đôi lời khờ khắc, câu quyền sau cho đó ngủ ngôn. Mà song phi chuyện dòng tâm hồn, hành thế lỡ đêm dài càng toàn.
cho sạch những loài sâu bò giống hại người lúc bỏ rẫy trồng. Huệ tâm khai ngữ chuyển quyền thông, sanh hồi thiện đối câu thành thật. Đêm vắng tất dạy lời đại cất, gác ngồi nghiêng tạm biệt phàm gian. Rạng dừng mấy bóng thọ lạc nhẹ, để chiến khác cạn câu hoài dòng. Dầm tràn đó mới chuyến sang chơi, tòa ấy thần tiên khá nhận lời quyền pháp thâm trầm thơ tuyệt. Vô vi chánh đàn hỡi người ơi, người ơi, chân lý thầm lâu đời thâm cảnh diệu quyền hẹn một nơi. Qua mặt chúng mương tam điệp khách nơi, đợi chờ thiên luật mới dời. Về ngay chốn ấy rõ như lời, nào lào có bài chuyện khoai chân. Về việc trời xanh cho đó biết, một lòng gắn chặt chẳng xa lơi. Xa lơi đạo đức khổ tâm à, học cụ ít bài lão bóng sai tà tay ôi lắm thề. Giả hiền cất bút mượn thi ca, thi ca nhiều nẻo thầm rồi đây, hỏi tỳ sư thần giải chuyện xa. Lánh thế chân bài danh lão sĩ,
ngày nay các châu ngõ cuộn ca. Nam mô A Di Đà Phật.